ở đây có một cái chợ nhỏ nhỏ bán cũng rất là nhiều trái cây, trái nước cây rồi quần áo, gà, vịt. Chợ này cũng thuộc chợ tạm ven đường thôi, chứ không có cái tên chợ. Mình thấy những cái mái tôn nè, một ngôi chợ rất là thân thương ở Việt Nam. Và phía trước mặt chúng ta đó là cầu Rạch Đĩa, một cây cầu nối liền đôi bờ giữa quận 7 và Nhà Bè. Đi qua bên kia là huyện Nhà Bè đó. Cầu Rạch Đĩa của ngày xưa nè. Đó, những hình ảnh rất là ngược nè. Những dãy nhà tôn thì bây giờ là những building, những khu cao ốc và chọc trời. Tiếp nối hành trình ở huyện Nhà Bè ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và bạn chúng ta cùng đi đến một ngôi chợ, mà ngôi chợ này cũng là ngôi chợ phục vụ cho các anh chị lao động ở bên huyện Nhà Bè này. Đó là ngôi chợ Tân Phong, chợ này chợ ven đường thôi, cũng không có tên, cặp bên con đường Lê Văn Lương. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Văn Linh, một con đường trục đường chính đi qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Và phía trước chúng ta đi thẳng con đường này, mình sẽ đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng nè, và hướng ngược lại chúng ta sẽ đi về quốc lộ 1, đi đến cao tốc Trung Lương, Sài Gòn Trung Lương. Và phía bên kia là khu trường đại học Tôn Đức Thắng, thuộc con đường Nguyễn Hữu Thọ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi đến cái đầu đoạn đường Lê Văn Lương ở bên huyện Nhà Bè. Lê Văn Lương thì có hai phần, một phần quận 7, một phần Nhà Bè. Thì chúng ta sẽ đi tiếp phần của Nhà Bè ha. Bên cánh trái là quận 7, bên phải này là Nhà Bè. Chúng ta vừa qua cái sạp bán cam 10.000 ba ký cam sành. Đây là đầu đường Lê Văn Lương. Ở đây có một cái chợ nhỏ nhỏ bán cũng rất là nhiều trái cây, trái nước cây rồi quần áo, gà, vịt. Chợ này cũng thuộc chợ tạm ven đường thôi, chứ không có cái tên chợ. Mình thấy những cái mái tôn nè, một ngôi chợ rất là thân thương ở Việt Nam. Ngoài những ngôi chợ sầm uất như là chợ Thái Bình, chợ Hòa Bình, thì đâu đó chúng ta cũng còn thấy những ngôi chợ không có cái nhà lồng chợ. Ở đây bán cá, bán gà. Thỉnh thoảng thì có nghe tiếng gà gáy, rồi có các khu vui chơi. Và Sài Gòn bây giờ là 12 giờ trưa. Sẵn đi qua khu vực này rồi, em dẫn bà con mình cùng đi lòng vòng ở đây ha. Buổi trưa thì nó nắng, nhưng mà quay phim thì những hình ảnh nó rõ.
À, đây có những cái lồng gà, bán gà thì cũng sắp Tết rồi. Ở đây là phường Tân Phong, quận 7. Sắp tới nên những cái sạp quần áo cũng nhiều hơn. Và phía trước mặt chúng ta đó là cầu Rạch Đĩa, một cây cầu nối liền đôi bờ giữa quận 7 và Nhà Bè. Đi qua bên kia là huyện Nhà Bè rồi. Cầu Rạch Đĩa của ngày xưa nè, với những cây sắt khi mà xe chạy ngang qua sẽ có tiếng rầm 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 rầm. Còn cây cầu Rạch Đĩa mới là bên đây, đi qua một khu đô thị mới. Phía sau những ngôi nhà, to này là những cái building. Đây là chợ tạm Rạch Đĩa. Một ngôi chợ tạm ở ở bên Nhà Bè, bán ốc quá trời luôn. Ốc rồi chổi rồi nón bảo hiểm. Do là trưa rồi nên chợ cũng chuẩn bị nghỉ rồi, chứ buổi sáng này sẽ rất là đông. Rồi thấy những hình ảnh trái ngược không? Rồi phía sau những dãy nhà này là những cái building chọc trời. Rồi là xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Bên kia thì có mấy anh chị bán cá, bán gà. Bên đây thì bán chuối, bán xoài, bán mận, bán cóc. Ở đây bán thịt. Trời nắng vậy mà mấy anh chị ngồi ở đây cũng hay. Nắng thiệt chứ. Đó, những con gà nè, chuẩn bị vô nồi. Ở đây mình mua xong người ta làm lông, nhổ lông cho mình luôn. Hình như là mỗi con làm lông là 10 ngàn hay 15 ngàn gì đó. Rồi thẳng qua bên kia là mình sẽ đi về Long Kiển. Ở đây là Phước Kiển. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo qua cái hình ảnh trái ngược với khu chợ Phước Kiển này. Đó, những hình ảnh rất là ngược nè. Những dãy nhà to thì bây giờ là những building, khu cao ốc và chọc trời. Những hình ảnh rất là quen mắt ở nước ngoài nè, nhưng mà những hình ảnh này đã có mặt ở Sài Gòn. Sài Gòn ngày hôm nay cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Có lẽ các anh chị đã đi xa Sài Gòn thì mình sẽ không có nhận ra những hình ảnh này đâu ha, ở khu Nhà Bè ngày hôm nay.
Lúc trước thì em cũng có thực hiện cái video ở đường Lê Văn Lương Nhà Bè, nhưng mà mình chưa có đi qua cái ngôi chợ Rạch Đĩa này. Hôm nay chúng ta đi qua ngôi chợ Rạch Đĩa rồi, chạy tới khu đô thị ở bên Nhà Bè thì mình sẽ thấy những hình ảnh trái ngược. Phía sau những cái dãy nhà tôn thì là những cao ốc, là những cái building. Khu này là khu khu nhà giàu, khu mới sau này. Ngày xưa thì những cái ruộng đồng, nhưng mà ngày hôm nay thì đã thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt của huyện Nhà Bè. Chúng ta chờ đèn đỏ chút xíu nha. Ở đây nếu mình quẹo phải theo trục đường này là sẽ đi đến khu làng đại học nè, rồi huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ luôn á. Mình sẽ dạo một vòng ở khu này để các anh chị và các bạn có thể hình dung được cái khu Nhà Bè của chúng ta ngày hôm nay nó như thế nào. Sau những cái dãy nhà ven đường Lê Văn Lương, sau những ngôi chợ tạm thì quá trời luôn. Ở đây building còn nhiều hơn là ở ở quận nhất nữa. Ở đây rất là mát. Đây là trường quốc tế nè, ABC IS. Rồi, đằng kia là đường cùng rồi, chúng ta sẽ quẹo lại. Quẹo vô chung cư này nha. Ở chung cư ở đây thì cũng không hề rẻ đâu, bèo bèo chắc cũng phải 2-3 tỷ, 2-3 tỷ một ô. Ở đây thì cách trung tâm Sài Gòn khoảng 5 km, và đi ở đây thì có gần với siêu thị Lotte, rồi ở đâu ta, Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng khoảng 2 km thôi. Còn Phú Mỹ Hưng thì nằm ở hướng sau lưng chúng ta. Ở đây thì có sân sân golf, sân đá banh, rồi sân tennis, khu phức hợp với đầy đủ các tiện nghi, không thua gì ở Phú Mỹ Hưng ha. Có các shop tiện lợi, rồi những siêu thị. Rồi một số hình ảnh ở khu Lê Văn Lương, quận 7 giáp với Nhà Bè. Gửi anh chị và các bạn, chúng ta cùng thưởng lãm và cảm nhận sự trái ngược ở
những khu vực này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và năm mới an lành, hạnh phúc. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Đi về quận nhất nè. Ồ, cảnh rất là đẹp ha. Ở hướng này là về Nhà Bè. Về sâu bên trong Nhà Bè đó, ở đây là đầu Nhà Bè thôi. Qua đây là cầu Rạch Đĩa 2 nè. Lúc nãy là cầu Rạch Đĩa 1 đó. Cầu Đĩa 1 là những cái cầu là những cây sắt, cầu sắt thôi. Sau này có khu đô thị mới này thì có thêm cây cầu Rạch Đĩa 2 để đáp ứng cái tiến độ, đáp ứng cái lượng lưu thông xe cộ qua lại giữa hai khu vực Nhà Bè và quận 7. Tới tí nữa thì chúng ta sẽ có siêu thị Lotte Mart, siêu thị rất là lớn ở khu quận 7 này. Đó, và hướng cánh phải là mình sẽ đi vô khu Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất Tân Thuận. Rồi, video đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.